Adele á, Adele khó nghe lắm ấy nhá, Adele là nói hơi bị nhanh. Nhưng mà bọn mình cũng có thể thử xem. Nhưng mình nghĩ có lẽ là bọn mình chỉ để tốc độ khoảng 1,5 hoặc là 2 lần thôi, chứ chúng ta không để tốc độ nguyên gốc. Vẫn như cũ, sau khi các bạn nghe xong thì chúng ta sẽ nói chậm lại một lần. The thing is, I was in her dressing room and I was like, there was only a little curtain separating us while she's having her makeup done, and I started like going, I don't think I can do this, and she would have heard it all. Curtain, curtain, heard it all, heard it all.